điều kỳ lạ có lợi cho ông Trump trước cuộc đua nước rút. Tỷ phú Elon Musk quyên góp 75 triệu đô la Mỹ cho ông Trump. Chiến địa Pennsylvania rực lửa. Điều kỳ lạ có lợi cho ông Trump trước cuộc đua nước rút. Một điều kỳ lạ đang xảy ra trong cuộc đua vào Nhà Trắng khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đang giành thêm sự ủng hộ từ nhóm cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha, vốn trung thành với Đảng Dân Chủ. Đây có thể được coi là một phép màu dành cho cựu Tổng thống Donald Trump, khi mà chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là tới ngày bầu cử chính thức. Nhưng tại sao bà Harris và Đảng Dân Chủ lại để tuột khỏi tầm tay sự ủng hộ của nhóm cử tri quan trọng này? Còn nhớ năm 2016, tỷ phú Donald Trump trở thành Tổng thống sau nhiều lần được cho là đã xúc phạm người nhập cư Mexico trong các bài phát biểu tranh cử của mình. Gần 8 năm sau, các cuộc thăm dò cho thấy ông có thể trở lại Nhà Trắng khi có được sự ủng hộ của các cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha. Ông Trump là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đầu tiên đạt được kết quả tốt như vậy kể từ khi Mỹ ban hành đạo luật dân quyền năm 1964. Điều này tại sao có thể xảy ra? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc. Các cuộc thăm dò mới nhất của New York Times và Siena Collect về cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha trên toàn quốc đang cố gắng trả lời câu hỏi này. Mặc dù ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn đang dẫn trước ông Trump về tỷ lệ ủng hộ của cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump có kết quả tốt bất thường đối với một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa khi nói về sự ủng hộ của hai nhóm cử tri này. Sự gia tăng ủng hộ của cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha có thể được giải thích qua những lập luận sau đây. Thứ nhất, họ không ngại những phát ngôn tiêu cực của ông Trump, kể cả khi chúng mang tính xúc phạm. Đối với những người theo chủ nghĩa tự do, quan điểm của ông Trump về chủng tộc, tội phạm và nhập cư không khác gì tư tưởng phân biệt chủng tộc. Nhiều cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha cảm thấy tương tự. Nhưng một số lượng đáng ngạc nhiên lại cảm thấy thích thú với những gì họ đang nghe. Khoảng 40% cử tri da màu và 43% cử tri gốc Tây Ban Nha nói rằng họ ủng hộ việc xây dựng một bức tường dọc theo biên giới phía Nam. Tương tự, 45% cử tri gốc Tây Ban Nha và 41% cử tri da màu cho biết họ ủng hộ việc trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ. Một nửa số cử tri gốc Tây Ban Nha và gần một nửa số cử tri da màu nói tội phạm ở các thành phố lớn là một vấn đề lớn, vượt khỏi tầm kiểm soát. Tỷ lệ này gần như tương tự trong nhóm cử tri da trắng. Nhìn chung, 20% cử tri da màu cho hay những người bị ông Trump xúc phạm quá coi trọng lời nói của ông, trong khi 78% cho rằng mọi người có lý do chính đáng để bị xúc phạm. Tương tự, 40% cử tri gốc Tây Ban Nha cho biết những người bị ông Trump xúc phạm quá coi trọng lời nói của ông, trong khi 55% cho rằng có lý do chính đáng để họ bị xúc phạm. Quan trọng hơn, chỉ có khoảng 1/3 cử tri gốc Tây Ban Nha cảm thấy ông Trump đang nói về họ khi đề cập tới các vấn đề nhập cư. Sự ủng hộ đối với quan điểm của ông Trump vượt ra ngoài các vấn đề liên quan đến chủng tộc và nhập cư. Đa số cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha dường như đồng cảm với chính sách đối ngoại nước Mỹ trên hết của ông. Họ có quan điểm nước Mỹ nên ít chú ý tới các vấn đề ở nước ngoài và tập trung hơn vào các vấn đề trong nước. Thứ hai, đó là chính sách về kinh tế có thể là nguyên nhân lớn nhất. Chỉ 20% cử tri gốc Tây Ban Nha và 26% cử tri da màu cho rằng điều kiện kinh tế hiện tại là tốt hoặc tuyệt vời. Hơn một nửa của cả hai nhóm cho biết họ đã thường xuyên cắt giảm mua hàng hóa trong năm qua vì chi phí tăng quá cao. Điều này rất quan trọng với những cử tri dễ bị tổn thương về kinh tế, đặc biệt là những người trước đây đã bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, nghĩ rằng đảng này đại diện cho lợi ích kinh tế của họ. Nhìn chung, nền kinh tế là vấn đề được nhắc tới nhiều nhất trong số các cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha khi được hỏi điều gì sẽ quyết định lá phiếu của họ vào tháng 11 tới đây. Là một doanh nhân nổi tiếng, ông Trump có lợi thế trong vấn đề này. Giờ đây ông đang tranh cử trở lại vào thời điểm cử tri không hài lòng với nền kinh tế và nhiều người đã coi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump là một thời kỳ thịnh vượng và hòa bình. Về vấn đề kinh tế, bà Harris vẫn dẫn trước với tỷ lệ 69%, 25% trong số các cử tri da màu, còn ông Trump dẫn trước 61%, 35% trong số các cử tri gốc Tây Ban Nha. Thứ ba, Đảng Dân Chủ đang khiến những nhóm cử tri này thất vọng. Và đây chính là lý giải cho thái độ của nhóm cử tri với bà Harris và Đảng Dân Chủ. Ngoài tình trạng của nền kinh tế, còn có một vấn đề khác mà Đảng Dân Chủ phải đối mặt. Đó là việc nhiều cử tri cảm thấy tiếp tục bỏ phiếu cho đảng này sẽ không tạo ra nhiều sự khác biệt. Trong tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát, câu hỏi tồi tệ nhất đối với Đảng Dân Chủ có lẽ là đảng nào giữ lời hứa tốt hơn. Chỉ 63% cử tri da màu và 46% cử tri gốc Tây Ban Nha nghiêng về Đảng Dân Chủ trong các vấn đề này. Các cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha thất vọng với kết quả mà Đảng Dân Chủ đem lại. Theo họ, Đảng Dân Chủ không đạt được kỳ vọng của họ trong việc khắc phục những vấn đề mà họ quan tâm.
Kết quả này phần lớn là do tình trạng của nền kinh tế ngày nay vẫn nhen nhóm kể từ nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, khi ông không thể mang lại những thay đổi mà nhiều người đã kỳ vọng. Cuối cùng, có lẽ thế hệ mới cảm thấy bình thường về những giá trị mà ông Trump đại diện. Các cuộc thăm dò của Time và Siena cho thấy, ông Trump có sự ủng hộ lớn nhất trong số các cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha trẻ tuổi, đặc biệt là cử tri nam trẻ tuổi. Nhìn chung, ông dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 55%, 38% về sự ủng hộ của nhóm cử tri nam giới gốc Tây Ban Nha từ 45 tuổi trở xuống. Bà Harris dẫn trước về tỷ lệ ủng hộ của cử tri nam da màu dưới 45 tuổi với 69% và 27%. Cuộc thăm dò của Time Siena đã cho thấy một phần nhỏ. Những nam giới da màu và gốc Tây Ban Nha trẻ tuổi có vẻ tương đối ôn hòa về các vấn đề kinh tế và văn hóa truyền thống, nhưng dường như cũng phẫn nộ về các chuẩn mực văn hóa mà Đảng Dân Chủ thường nhấn mạnh. Tuy nhiên, có lẽ điều quan trọng nhất mà ông Trump ghi điểm trong số các cử tri trung lập về chính trị. Nếu ông Trump có thêm sự ủng hộ giữa các nhóm truyền thống của Đảng Dân Chủ, điều đó sẽ thể hiện ở những cử tri trẻ tuổi hơn, ít tham gia, những người trước đây có sự gắn bó yếu và không có đủ sự gắn bó với Đảng Dân Chủ. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều hoài nghi liệu lợi thế của ông Trump có thành hiện thực vào ngày bầu cử hay không. Những cử tri nam da màu và gốc Tây Ban Nha trẻ tuổi không phải là những cử tri đáng tin cậy nhất. Tỷ lệ đi bỏ phiếu của nhóm này cũng không quá cao. Nhưng dù sao, các cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha trẻ tuổi ngày nay sẽ là cử tri thường xuyên trong tương lai. Ngay cả khi sự ủng hộ của ông Trump không được thể hiện đầy đủ vào tháng 11 tới đây, thì việc Đảng Cộng Hòa giành được lợi thế có thể chỉ là vấn đề thời gian. Tỷ phú Elon Musk quyên góp 75 triệu đô la Mỹ cho ông Trump. Hãng Reuters đưa tin, tỷ phú Elon Musk đã quyên góp khoảng 75 triệu đô la Mỹ cho siêu ủy ban hành động chính trị American PAC ủng hộ ông Donald Trump trong vòng 3 tháng qua, biến ông trở thành nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới đây. Theo báo cáo của tổ chức gửi lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, American PAC đã chi 72 triệu đô la Mỹ kể từ tháng 7 tới tháng 9, nhiều hơn bất cứ siêu ủy ban hành động chính trị nào khác của Đảng Cộng Hòa. Ông Musk là người tài trợ duy nhất cho ủy ban này trong thời điểm hiện tại. Chiến dịch tranh cử của ông Trump phần lớn dựa vào các nhóm cử tri bên ngoài để vận động cử tri, nghĩa là siêu ủy ban chính trị do Musk tài trợ đóng vai trò to lớn trong cuộc bầu cử sít sao giữa cựu tổng thống và ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Ông Musk, người từng bỏ phiếu cho các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong quá khứ, đã chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm nay. Tỷ phú công nghệ đã ủng hộ ứng viên Trump từ tháng 7 và xuất hiện cùng ông tại một cuộc meeting ở Pennsylvania vào đầu tháng. Tuần trước, Reuters cho biết ông Musk đã lên kế hoạch vận động tranh cử cho ông Trump nhiều hơn tại Pennsylvania, một tiểu bang chiến trường quan trọng hàng đầu. Trong khi đó, ông Trump cho biết sẽ bổ nhiệm ông trùm công nghệ Elon Musk vào một vị trí mới tại Nhà Trắng mang tên Bộ trưởng Cắt giảm chi phí nếu cựu Tổng thống đắc cử vào tháng 11 tới đây. Bang chiến địa Pennsylvania rực lửa. Sát ngày bầu cử, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang gia tăng vận động tranh cử tại các bang chiến trường quan trọng, trong đó phải kể đến Pennsylvania. Là một trong 7 bang chiến trường quan trọng nhất, Pennsylvania liên tiếp đón các ứng cử viên tranh cử ghé thăm trong thời gian gần đây. 19 phiếu đại cử tri của Pennsylvania khiến bang này trở nên có sức hút nhiều hơn so với các bang chiến địa khác. Đối với cả hai ứng cử viên, Pennsylvania là bang phải chiến thắng. Tới nay, hai ứng viên đã chi khoảng 350 triệu đô la Mỹ cho các quảng cáo trên truyền hình tại Pennsylvania, thậm chí còn nhiều hơn cả Michigan và Wisconsin cộng lại. Các nhân viên chiến dịch tranh cử từ lưỡng đảng đều đang nỗ lực gõ cửa từng nhà nhằm giành thêm phiếu bầu cho ứng cử viên của đảng mình. Hồi tháng 10, chiến dịch của bà Harris cho biết họ đã gõ cửa 100.000 ngôi nhà trong tiểu bang chỉ trong ngày 5 tháng 10. Đây là lần đầu tiên chiến dịch đạt được ngưỡng đó trong một ngày. Không chịu kém thế, chiến dịch của ông Trump cũng vừa thành lập một nhóm Trump Force 47, một mạng lưới tình nguyện viên có mục tiêu giành được sự ủng hộ từ các cử tri độc lập, bao gồm 35.000 cử tri độc lập tại quận Erie, khu vực liên tục đưa ra các chỉ báo chính xác về người chiến thắng trong các cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ từ năm 2008 đến nay. Mỹ chuẩn bị cho nguy cơ tranh cãi kết quả bầu cử Tổng thống. Tòa án tại các bang chiến địa ở Mỹ đang đưa ra những biện pháp xúc tiến để xử lý nếu xảy ra các vụ kiện liên quan tới bầu cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Đài ABC News ngày 16 tháng 10 đưa tin, thẩm phán hạt Fulton, bang Georgia của Mỹ đã ra phán quyết buộc các quan chức bầu cử phải phê chuẩn kết quả bầu cử theo thời hạn quy định và không được từ chối chứng nhận kết quả bầu cử trong bất kỳ trường hợp nào. Phán quyết trên là một trong những thái mới nhất của tòa án tại nhiều bang ở Mỹ nhằm đối phó với việc công bố kết quả bầu cử Tổng thống bị trì hoãn do tranh cãi. Tại Arizona, tòa án tối cao tiểu bang hôm 15 tháng 10
ban hành thủ tục đặc biệt để ưu tiên xử lý các vụ kiện liên quan tới bầu cử. Theo quy định mới, bất cứ vụ xét xử nào liên quan tới bầu cử cũng phải liên lịch vào thời gian đủ để ra phán quyết phúc thẩm trước khi chốt kết quả bầu cử. Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã nộp nhiều đơn kiện trên cả nước liên quan tới tranh chấp về quy định bầu cử, trong khi các chuyên gia pháp lý dự báo ngày bầu cử sẽ dẫn đến một loạt các vụ tranh chấp về kiểm đếm và chứng nhận số phiếu. Sau khi thất cử trước Tổng thống Joe Biden vào năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh đã tìm cách thay đổi kết quả bầu cử với hơn 60 vụ kiện. Trước Arizona, tòa án tối cao ở bang Pennsylvania đã sửa đổi quy định để đảm bảo các vụ kháng cáo liên quan tới bầu cử được xem xét trong vòng 3 ngày thay vì 10 ngày như trước đây. Các bên cũng phải nộp hồ sơ trong vòng 24 giờ kể từ khi đưa ra đơn kháng cáo cho bất kỳ phán quyết nào của tòa án liên bang liên quan tới bầu cử. Tòa án tối cao bang Michigan tháng trước cũng đã buộc các thẩm phán phải thông báo sớm về các vụ kiện liên quan tới bầu cử, đồng thời công khai thông tin liên hệ sau giờ làm việc.